Tuần qua tại phiên chợ xanh tử tế của trung tâm BSA, nhiều sản phẩm tương ớt của công ty trách nhiệm hữu hạn Vị Hảo đã có dịp giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng nơi đây. Tham gia phiên chợ xanh tử tế, Vị Hảo đem đến nhiều sản phẩm như tương ớt Sriracha, ớt băm có tỏi, ớt băm, ớt sa tế. Những sản phẩm này đã xuất sang nhiều nước ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hôm nay mình đến với chợ xanh nữa thì bên mình mang đến ba dòng sản phẩm chính, đó là tương ớt Sriracha, tới Sriracha của Vị Hảo. Thì sản phẩm bên mình đã đạt các tiêu chuẩn như là BRC, HALA hay là hàng Việt Nam chất lượng cao, tất cả các tiêu chuẩn đó mình đều đạt được. Đối với cái dòng sản phẩm tương ớt Sriracha bên mình á, thì hiện tại là thành phần ớt chiếm từ 80-90%. Bên mình không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng phân màu và tất cả đều là sản phẩm sạch. Ớt tại nông trại thì được một phần thu mua bên mình lựa chọn kỹ, sau khi thu mua về sẽ được rửa lại rồi rửa bằng nước ozone, rửa bằng nước ozone sau đó đem đi xay ủ rồi nấu lên ở nhiệt độ cao khoảng từ 100-120 độ, sau đó sẽ được giảm nhiệt xuống và đóng chai chiếc gót trong bình siêu để xử lý các quá trình vi sinh men của sản phẩm. Hiện tại thì các dòng sản phẩm bên mình đó, có mặt ở các siêu thị lớn như là Coop, Meta, hàng của Bách Hóa Xanh, các kênh nhà hàng lớn, nhà hàng chính ở thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu qua thị trường Mỹ, châu Âu và thị trường Nhật là chủ yếu. Thông thường thì bên sản phẩm bên mình đó, người tiêu dùng ở thị trường lẻ, thị trường truyền thống thì sẽ mua tương ớt và ớt bằng. Còn nhà hàng khách sạn sẽ mua tương ớt và sa tế, cái size lớn và cái size 4 ký. Bên mình cũng có size lớn để áp dụng cho khách hàng ở những kênh phân phối lớn như là nhà hàng. Đến với phiên chợ xanh ngày hôm nay, mình mong muốn là cùng với lại ban tổ chức có thể quảng bá được hình ảnh của sản phẩm ra nhiều hơn, đến với nhiều đối tượng hơn, từ khách hàng trong nước đến khách hàng quốc tế. Sản phẩm Vị Hảo sản xuất theo công nghệ Mỹ, được chứng nhận của nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như FDA Hoa Kỳ, BRC Hiệp hội Bán lẻ Anh Quốc, Hà Lan. Vị Hảo cũng là đơn vị đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cấp. Nhiều người tiêu dùng phiên chợ xanh tử tế đã từng dùng sản phẩm của Vị Hảo, nên khi đến đây họ mua luôn mà không cần tìm hiểu nhiều. Với những sản phẩm tương ớt, sa tế trên, nhiều người đã dự định sẵn những món ăn sẽ làm cho gia đình trong những ngày cuối tuần. Cô vô đây mua thì cô thấy là hàng chất lượng tốt, thì ở đây hàng xanh sạch thì cô mua thôi. Đây mình cũng thịt nè, ít sa tế mình cũng thịt nè, thì mình ớt hải sản ớt cái sa tế thì mình ăn cái tương mình bỏ vô sa tế mình ăn, cũng thích ăn vậy. Ớt mầm, ớt sa tế với lại tương ớt cay thì ăn với lại bún hủ tiếu. Cái này dùng nhà chị dùng rất là lâu, tại vì cái này cái thương hiệu của cái này là như là có của đầu tiên là chị ăn của Thái Lan, sau mới ăn cái hiệu ăn sau lại là như là của Việt Nam mình, món chiên, món chấm, phở này nọ vậy. Cũng tại khu vực bán hàng của công ty Vị Hảo ở phiên chợ xanh tử tế, dự án hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập còn tổ chức game show thu hút người chơi. Ở đó, khách hàng sẽ tìm hiểu về các doanh nghiệp, về chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập và được nhận những phần quà may mắn. Trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật tham gia trong phiên chợ xanh tử tế, công ty Vị Hảo bán được khoảng 40 đơn vị sản phẩm là những chai hũ tương ớt, ớt bằm có tỏi, ớt bằm sa tế.